Đây là thời điểm rất nhạy cảm khi mà cả hai đội tuyển đều đang muốn hướng tới một tình huống giao tranh ở khu vực hàng giữa Khai Đức. Dragat của 369 lại thêm lần nữa tìm được góc đi phòng từ phía sau lưng và Just cần phải là người đón đầu. Nên nếu rằng Just vẫn chưa hoàn thành được trang bị lớn đầu tiên và anh ta không phát hiện ra cái hướng đứng của cú phong bỏ neo, mục tiêu được lựa chọn hiện tại đang là Nai và quay sang bổ cú nện vào thẳng đầu Missing. Quy luật thiên nhiên không trúng ai cả phía bên trong khu vực hàng giữa. Và thung rêu đầu quá đẹp của Missing bị cô lập, của Missing bị giữ chân và cú ma sẽ không tồn tại. Huller hưng phấn, anh ta quay ngược trở lại bắn lên. Just lao vào với những cú sát sẹt anh ta muốn chém. Mắc bỏ neo thành công, Huller có thanh tẩy quay ngược trở lại bắn vào Just lên một lần nữa. Just có một kill, Just không có một kill và đó là double triple có thể sẽ là quadra dành cho